dạo Marché de Noël. Đây là mít, là xe tramway này cả nhà. Bây giờ thì sẽ đi đến phía chỗ Marché de Noël và đi thẳng tiến ở chỗ này. Có một cái fast food New Việt Nam Express. Đó, Việt Nam cả nhà, đây có cái súp phở này. New Việt Nam. Ui, đó, voilà. Việt Nam. Cửa Việt Nam, mẹ nó thích quá. Xíu quá. Rồi, mình sẽ đi thẳng tiến lên phía trên. Mình sẽ tới vòng xoay ngựa gỗ rất là đẹp ở trên đấy. Cái gang mà mua dễ thương. Chó ta đùng luôn kìa. Cái vòng xoay ngựa gỗ này mới siêu đẹp luôn. Đó, quá đã chưa. Không những quả trâu, cũng quả trâu ở trong. Nó siêu đẹp. Con chó dễ thương. Là cinéma 14. Có bức tượng. Cái trang này thật. Tối rồi đấy cả nhà. Hàng này là cửa hàng Mephisto này cả nhà. Là giày của nó là mang cực kỳ sướng luôn. Des chaussures, tu prends des chaussures comme ça, ça m'a l'air super. Rất là sướng luôn, hả? Xịn sò lắm ấy cả nhà. Ở trong mang rất là confortable và là rất là xịn. Tu vois, mobile, ergonomique. Mobile, ergonomique, là cực kỳ mang, nó cực kỳ là sướng luôn ấy cả nhà, mềm chân. Nhung đã bước vào cửa hàng và Nhung đã tham quan và Nhung đã chọn được một đôi giày ưng ý. Siêu thích luôn cả nhà. Đây là giày cho nam, mang giày cho mẹ luôn. Đó, vào cái cửa hàng siêu xịn sò này cả nhà, giày ở đây xịn lắm cả nhà ơi, gần 180 euro trở lên, rất là xịn luôn. Rồi mình sẽ thử đôi này nhé, chất liệu của nó là siêu tốt luôn cả nhà, họ khâu tới 2 lớp lận. 185 euro. 179 euro. Đôi này 199 euro. Đôi này 199 euro. Ngôi nhà nó lên màu đẹp rực rỡ luôn cả nhà, màu hồng. Các loại màu sắc trên các ngôi nhà này. Đó, tới vòng xanh ngựa gỗ rồi. Cửa hàng này có tên là Mademoiselle France. Mademoiselle Anna. Cái hàng này đẹp quá cả nhà. Đó, tiếng chuông nhà thờ. Đó. Ui. Đó, vòng xe người gỗ siêu xịn đây. Vòng xe người gỗ này siêu đẹp này cả nhà. Ngay cạnh nhà thờ, đó, tiếng chuông nhà thờ. Wow. Đẹp quá cả nhà. Cần vàng mua vé
cho nó chơi. Đây là một vé 3 euro, 4 vé 10 euro. Đó, và bà sẽ mua 4 vé cho Anna. Mua vậy. Vậy. Con muốn lên tầng trên hay con muốn ở dưới? Ok, con bao xin. Con chờ con lựa này hả? Ok, con chờ đâu. Nào. Ui, thích quá. Rồi, nó đi nhá, chơi nhá. Quá cả nhà ơi, Manet này siêu siêu đẹp luôn đấy cả nhà, quá trời đẹp luôn. Anh nào trong kia, anh đang leo con ngựa kia cả nhà. Đây là nhà thờ. Đây là cả nhà buổi tối rồi. Yeah. Rồi, nào đi chơi vòng thứ hai. Yeah. Thích không con? Giờ mình đi vào trong. Xe. Ôi là la, ôi là la. Trời ơi. Thiên đường bánh kẹo. Pom da mua cả. Đẹp chưa? Set là 4 euro. Đó. Kẹo này thì là 3,50 euro, kẹo to hơn là 5 euro. Và trong khi đang làm kẹo bông gòn. Wow, đó, đã chưa? Một cái kẹo khổng lồ. Ôi, mặt Anna kìa. Ôi là là xịt. Ôi là là. Trời ơi, sướng chưa? Ô là là. Bia sao? 4 euro. 4 euro. 4 euro cái kẹo bông gòn tôi dùng. Rồi, nó đang ăn kẹo bông gòn mà. Ở đây có một cái con này giống. Con này giống kẹo bông gòn luôn. Còn bán bánh luôn. Cái bình to này. Cái máy này đó, nó sẽ nặng là bánh ra. Rồi nó sẽ chiên lên. Bây giờ mình đi tham quan này cả nhà. Đó, đằng sau là Marché de Noël ấy. Đó, rất là nhiều nhiều chỗ bán đồ khác nhau, từ trang sức rồi đồ ăn rồi rượu nóng rồi rất tần tật luôn. Đây là pa de pis. Donuts show. Đẹp quá này cả nhà. Mình sẽ ăn món ăn truyền thống ở đây. Có cà khoai tây rồi sosis. Đó, cái chèo khó ta đùng rồi cả nhà. Đài không tên này. Đây là không gian gần của cái đài phun nước này cả nhà. Đó, nước này. Nước mát lạnh luôn cả nhà. Rồi Anna có tới 4 thẻ này cho nên bây giờ sẽ đi chơi tiếp. Rồi đây là lần thứ 3. Anna sẽ lên con heo. Con heo.
lần thứ ba, quá đã luôn. Rồi mình sẽ chờ Anna đi ngang qua nha. Anna lần cuối cùng Anna đã chọn được cái xe ngựa gỗ mà Anna yêu thích. Quá đã luôn, một mình một xe luôn, sướng quá. Đó, một mình luôn như nàng công chúa. Quên à, yeah, này là đã trốn rồi. Xe ngựa gỗ này rất là đẹp luôn, có 2 tầng. Anna ở đâu? Quê, Anna ở đây. Quê. Rồi, sắp dừng rồi. Sắp hết rồi. Đó. Rồi, con xuống nào. Rồi. Con thích không? Quá đã luôn. Vòng quay Anna chơi hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi dạo thêm một lúc nữa rồi mình đi về. Rồi Anna sung sướng. Rồi bây giờ đã trễ rồi, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Đi hướng này, rồi mình sẽ tham quan tiếp. Bộ áo này hả? Đắt lắm cả nhà. Đó, 1.590 euro. Áo thun 235 euro. Đó, giày 490 euro. Sắt là cái túi sắt á, 670 euro. Ôi, một cái áo vest rất là đẹp. Ôi lô lô. Ở phía trên họ trang trí những ngôi nhà đẹp màu sắc là hồng, xanh, rồi vàng, rồi đẹp quá cả nhà. Đó, buổi tối ấy. Tối Noel. Đó, đẹp quá ha Anna. Họ làm nhiều con hạc treo trên đây và cũng có lối đi lên vào trong đấy này cả nhà. Đó, mình vào trong. Đẹp không cả nhà, phía trong này. Không gian ở trong đấy siêu đẹp luôn cả nhà. Hai mẹ con. Phía ngoài họ cũng có còn kẹo bông còn nữa nè. Đó, trời bắt đầu tối rồi cả nhà. Rồi, tối rồi đó, xe tramway này. Chạy.